Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thí sinh bất ngờ về điểm chuẩn đại học vừa được công bố. Năm nông dân Hưng Yên đạt danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. Hậu quả đau lòng từ các vụ vi phạm pháp luật vị thành niên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học tại các trường đại học phát triển mạnh, tạo sự hứng khởi, đam mê để sinh viên phát huy năng lực của mình, tạo ra những sản phẩm hữu ích phục vụ cộng đồng. Tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh, mỗi năm có hàng chục đề tài do sinh viên nghiên cứu được đánh giá cao và có tính ứng dụng trong thực tiễn. Năm học 2021-2022, sinh viên trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học tập trung trong lĩnh vực kế toán tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, điển hình như đề tài công tác hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng, thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu Minh Khang, đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn huyện Văn Lâm. Các đề tài đã áp dụng những kiến thức chuyên ngành thiết thực cho các phần học đang học. Qua đó, sinh viên đã rèn luyện được nhiều kỹ năng nghề nghiệp là hành trang quan trọng sau khi ra trường. Đồng thời, qua việc làm đề tài nghiên cứu khoa học, sinh viên nâng cao tính tự chủ độc lập trong nghiên cứu khoa học cũng như tăng cường khả năng làm việc nhóm. Năm học 2022-2023, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh là 1.452 chỉ tiêu, trong đó đại học chính quy là trên 1.000 chỉ tiêu. Ngày 15 tháng 9, trường đã công bố kết quả trúng tuyển đại học đợt 1 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển đợt 1 từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Nhà trường đã có rất nhiều các cái đổi mới trong chương trình đào tạo, trong phương pháp giảng dạy và đặc biệt là chú trọng đưa sinh viên đi thực tế, thực tập tại các cơ sở. Nhà trường tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 từ mùng 1 tháng 10 cho tới ngày 31 tháng 10. Các thí sinh mà có cái như nguyện vọng và xét tuyển đợt 2 của nhà trường thì các em có thể là đăng ký một trên cổng thông tin điện tử của trường, hai là có thể nộp hồ sơ trực tiếp về nhà trường theo hai phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét điểm kết quả học tập của bậc trung học phổ thông. Với những thành tích xuất sắc trong học tập, ba học sinh trường Trung học phổ thông Yên Mỹ đã được nhận học bổng Odon Valley năm học 2021-2022. Đây là năm thứ 7 trường Trung học phổ thông Yên Mỹ có học sinh nhận được học bổng này. Đó là em Phan Thị Hải Anh, lớp 11A11, giành huy chương vàng toàn quốc thi tiếng Anh trên mạng. Nguyễn Hoàng Hiệp, lớp 12A1, giải ba khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Em Trương Quốc Đạt, lớp 12A1, giải khuyến khích tin học cấp tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 13 triệu đồng. Học bổng Odon Valley ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các em học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học có tài năng xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam cùng giáo sư Odon Valley. Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ là trường trung học phổ thông không chuyên duy nhất của tỉnh Hưng Yên có học sinh được trao học bổng này. Đây là sự khích lệ động viên cũng là động lực để các em tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập. Đến thời điểm này, các trường đại học đã hoàn thành việc công bố điểm chuẩn. Bắt đầu từ hôm nay, ngày 18 tháng 9, thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học, nhưng nhiều em vẫn cảm thấy bất ngờ về điểm chuẩn năm nay. Dù đạt 26 điểm khối C00, nhưng Hà vẫn không trúng tuyển vào khoa luật của trường Đại học Luật Hà Nội như mong muốn. Ngôi trường mà em theo học tới đây chỉ là phương án thứ tư Hà lựa chọn. Nguyên nhân chủ yếu do điểm xét tuyển khối C00 năm nay tăng cao, như ngành luật em chọn, trung bình 9,5 điểm một môn thi vẫn có thể trượt. Em cũng sốc ạ. Tại vì em cũng không nghĩ là nó có thể chạm đến gần mức tuyệt đối như thế ạ. Em nghĩ là bởi vì do hình thức mình thi bây giờ đó là hình thức thi trắc nghiệm rất dễ để mình có thể đạt được những con điểm tối đa, ví dụ như là 9, 10. Dù đã trở thành tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng Quang Hà vẫn cảm thấy khá bất ngờ. Trước đó với điểm thi khối A00 là 26,65, em cũng không chắc chắn sẽ trúng tuyển ngành kỹ thuật ô tô. 7 năm học trước, điểm chuẩn ngành này là 26,94, nhưng năm nay giảm còn 26,41 điểm. Đỗ nguyện vọng 1 thì rất là vui vậy, khá là bất ngờ. Bạn bè em khi nộp bách khoa thì cứ nghĩ là không đỗ, mà khóa ra lại đỗ hết, vì nó giảm khá là sâu ở nhiều ngành. Theo nhiều thí sinh,
Nhìn chung điểm chuẩn các khối thi vẫn ổn định như năm 2021. Tuy nhiên, với từng ngành học, từng trường lại có những biến động khác nhau. Bên cạnh đó, năm nay có khoảng 20 phương thức xét tuyển đại học khác nhau, khiến cho chỉ tiêu tuyển sinh bằng hình thức xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông bị thu hẹp. Đầy điểm chuẩn, nhiều ngành tăng cao. Các trường tốt ạ, điểm vẫn giữ nguyên. Ở các trường mà tốt bên dưới thì lại tăng lên hơi bất ngờ chút. Từ nay đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống xét tuyển đại học để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Khi đã xác nhận nhập học, thí sinh sẽ không được hủy và không được tham gia đợt xét tuyển bổ sung sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Trong trường hợp xảy ra sai sót, cần liên lạc với nhà trường để được giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của huyện Ân Thi có những thay đổi vượt bậc, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang hiện đại. Hiện nay, huyện Ân Thi đã có 4 xã Đa Lộc, Hạ Lễ, Đặng Lễ và Xuân Trúc được công nhận là nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2021-2025, huyện Ân Thi phấn đấu 20 trên 20 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện dự kiến huy động trên 3.300 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách tỉnh gần 760 tỷ đồng, ngân sách huyện và xã trên 2.550 tỷ đồng để tập trung đầu tư hoàn thiện một số tiêu chí còn yếu như cải tạo nâng cấp gần 200 km đường trục xã, đường thôn và đường ra đồng, xây mới trên 500 phòng học, phòng chức năng, cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa thôn, xã, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí về y tế môi trường. Huyện cũng chủ trương hỗ trợ 100 triệu đồng một thôn, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi triển khai dự án nâng cấp mở rộng đường, tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Tất cả đều đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất có trị giá hàng tỷ đồng với mong muốn được đóng góp xây dựng quê hương và nâng cao chất lượng cuộc sống, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh đoạn đường tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đang được thi công nâng cấp mở rộng. Ngay sau khi xác định rõ phần đất sẽ hiến để mở rộng đường, các hộ đều rất vui đón nhận và tự giác tiến hành phá dỡ ngay phần tường rào và công trình phụ để ra mặt bằng cho thi công đường. Hiến đất, mỗi nhà cũng được vài ba chục mét. Vào đến đâu là chúng tôi sẽ giải phóng hết đến đấy. Tinh thần của chúng tôi rất là thoải mái, không có vấn đề gì cả. Để làm cho đường làng ngõ xóm cho nó đẹp. Bảo nhau là sẵn sàng là hiến đất. Chúng tôi cũng mong muốn là khi chúng tôi đã giải phóng mặt bằng, bên thi công là làm nhanh để cho dân chúng tôi có lối đi lại. Nhất trí, đường vào đến đâu thì chúng tôi hiến đất đến đấy. Bây giờ chúng tôi hy sinh một chút, thế nhưng mà về đời con cháu thì sau này thì được hưởng cái đường rộng rãi mãi mãi. Đây là một trong số 5 tuyến đường trục chính của tổ dân phố Phú Đa, có chiều dài khoảng 200 mét, được nâng cấp từ đường bê tông rộng 3 mét lên đường áp phan nhựa mặt rộng 7 mét, có rãnh thoát nước, có điện chiếu sáng. Sau hơn 4 tháng triển khai, đến nay 20 trên 20 hộ nằm trên trục đường đều đã đồng ý hiến đất với khoảng 300 mét vuông, trong đó hộ hiến nhiều nhất lên tới 20 mét vuông. Các hộ đều tự tháo dỡ công trình, xây lại hàng rào, sẵn sàng cho việc thi công. Hiện nay thì còn vướng mắc một số cái bất cập nhà bảo vệ và ngăn xe, tường rào nhà mẫu giáo. Chúng tôi cũng đã làm cái tờ trình ủy ban nhân phường để xem xét tạo điều kiện để di rời. Phường thì cũng đã chấp nhận và cũng đang từng bước được giải quyết. Hiến đất mở rộng đường sẽ giúp cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi hơn và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đây là tiền đề để tổ dân phố Phú Đa tiếp tục mở rộng các tuyến đường còn lại và hướng tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Mới đây, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương 300 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Tỉnh Hưng Yên có 5 người trong danh sách này. Đó là nông dân Phạm Văn Cảnh ở thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ với mô hình trồng cam bưởi, Nguyễn Thị Hằng ở xã Nhuế Dương, huyện Quế Châu với mô hình trồng thanh long đỏ, Nguyễn Đình Thao ở thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào với mô hình thủ công mỹ nghệ, Nguyễn Hữu Tuệ ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động nuôi gà siêu trứng, thu nhập trung bình 8 tỷ đồng một năm, đặc biệt
có nông dân Nguyễn Văn Tuyên ở thôn 1, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang là một trong 10 nông dân tiêu biểu toàn quốc được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Hiện nay, anh Tuyên có khoảng 22.000 m2 sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh cho thu nhập khoảng 15 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 20 người lao động với mức lương trung bình 10 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp xanh đang dần trở thành xu thế khi mà áp lực lên ngành nông nghiệp ngày càng gia tăng. Người nông dân không chỉ tìm kiếm các giải pháp hiệu quả mà còn ổn định lâu dài. Trong đó, nông nghiệp hữu cơ không sử dụng những loại phân bón, hóa chất gây hại tới môi trường đang được nông dân hướng tới. Trang trại này nuôi hàng chục con bò thịt, mỗi ngày lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, trang trại đã được một doanh nghiệp tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động thu gom tất cả lượng phân bón để trộn, thân cây gỗ, mùn cưa, đất khoáng và các chế phẩm, sau đó cho vào máy nghiền trộn đều. Với tỷ lệ hữu cơ cao và đủ các chất đa vi lượng, vì vậy giúp cho cây trồng phát triển bền vững. Cái mật độ rễ ra đan ở trên mặt luống là nó nhiều hơn và rễ nó ra chùm và trắng hơn so với cả những cái luống mà bọn mình đang sử dụng phân hóa học. Chất lượng quả thì là ăn nó có độ ngọt mà độ thơm hơn. Cái cây thanh long này thì ăn phân hữu cơ thì nó độ bền nó hơn so với cả phân hóa học. Tôi cấy hơn 2 sào thì là được công ty là hỗ trợ hoàn toàn tất cả phân. Té đúng một lần cấy được khoảng 20 ngày không phải té cái gì nữa, đạm thì phải té 3 lần. Tôi cảm thấy lúa rất là đẹp mà nó cứng cây, kể cả phun thuốc sâu thì hầu như cũng đỡ luôn so với các phân kia. Mua phân đạm thì phải tốn gần gấp rưỡi luôn cái này. Với mong muốn lan tỏa mô hình sử dụng phân hữu cơ để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nông dân cũng như nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã giúp nông dân trồng thanh long, rau màu, lúa ở các xã lân cận sử dụng miễn phí hàng trăm tấn phân. Theo đánh giá của bà con, sử dụng phân hữu cơ này cho hiệu quả cao, cây trồng phát triển hơn bón các loại phân vô cơ. Với công nghệ nhà chậm, giúp bà con tiết kiệm chi phí phân bón, chi phí nhân công và đặc biệt là sản phẩm hữu cơ, giúp cho việc cải tạo đất được hiệu quả hơn. Vì vậy, với đa phần các loại cây như lúa, rau màu, chỉ cần bón một lần một vụ đã đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây mà không cần bón thêm các loại phân bón hay giá thể khác. Phân này ấy, là nó là theo phương pháp là nhà chậm, ý là khi bị mưa xuống nó sẽ không bị rửa trôi và nó sẽ cung cấp cái nhu cầu dinh dưỡng của cây nó cần. Khi nào mà cây nó cần cái chất gì thì nó sẽ gọi là tìm đến cái màng bao bọc của cái chất dinh dưỡng đó. Việc sản xuất và sử dụng loại phân hữu cơ này sẽ góp phần giải quyết được vấn đề chất thải chăn nuôi, phụ phẩm trồng trọt và quan trọng hơn đó là cải tạo đất, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như tạo ra các nông sản an toàn. Cùng với góp phần tiêu thụ nhãn quả tươi đem lại thu nhập cao cho các hộ làm nghề, nghề chế biến long nhãn xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên còn tạo việc làm cho trên 1.000 lao động trong và ngoài địa bàn. Toàn xã có gần 40 hộ chế biến long nhãn, thu hút trên 1.000 lao động tham gia với thu nhập từ 120 đến 200.000 đồng một người trên ngày. Nghề chế biến long nhãn ở xã Phương Triều, ngoài tập trung 2 tháng chế biến long nhãn Hưng Yên, những năm gần đây các hộ còn mua nhãn Thái Lan để kéo dài thời gian chế biến thành 9 tháng một năm. Trung bình một ngày, một hộ sản xuất từ 500 kg đến gần 2 tấn nhãn quả tươi. Qua các công đoạn như xoáy long, sấy long, đóng gói sẽ xuất bán thị trường trong nước và xuất khẩu đi các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ. Hiện giá bán long đang dao động từ 135 đến 180.000 đồng một kg trừ chi phí, mỗi hộ làm nghề thu lãi từ 200 đến 500 triệu đồng một năm. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân và lấy người dân làm trung tâm. Vì vậy, Tổ Công nghệ số Cộng đồng hay còn gọi là Tổ Triển khai Đề án 06 tỉnh Hưng Yên được thành lập với mục tiêu là đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống hàng ngày, giúp người dân tiếp cận với công nghệ số một cách đơn giản, thực tế. Là một phường nội đô với mật độ dân cư đông, các hoạt động kinh doanh, văn hóa, du lịch phát triển mạnh. Vì vậy, hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã gắn với từng lĩnh vực và được triển khai đa dạng trong thời gian qua. Với chiếc điện thoại thông minh, các kiến thức từ đơn giản như truy cập ứng dụng Internet cho đến sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đều được các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn cho người dân.
Việc tiếp cận cái công nghệ số này thì rất quan trọng, và tôi cũng muốn học hỏi được thật nhiều và từ mình có thể lan tỏa tới cộng đồng dân cư khu mà mình phụ trách, để cho mọi người dân đều hiểu được cái tác dụng của công nghệ số. Đa phần là người dân họ quan tâm nhiều đến cái việc là thanh toán trực tuyến, và hai là mua sắm trực tuyến. Thì cái đó thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn cách để họ sử dụng làm sao cho an toàn, thuận lợi, và đồng thời thì các cái dịch vụ trực tuyến công ấy thì cũng có một số người quan tâm và cũng đã được tổ chúng tôi tư vấn chi tiết để làm sao họ có thể thuận lợi nhất trong cái quá trình thử áp dụng. Đến nay, Hưng Yên đã thành lập được gần 1.000 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 6.000 người tham gia ở các cấp cơ sở để hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. Thành viên các tổ gồm các lực lượng đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, bí thư, trưởng thôn. Xã đã thành lập triển khai tổ đề án công tác theo đề án 06 của xã và thành lập tổ công tác của thôn tới từng các thôn. Cán bộ và người dân đều đang cố gắng để thực hiện từ cái thủ tục hành chính qua môi trường mạng. Các thành viên được hướng dẫn tìm hiểu tài liệu, cách cài đặt, sử dụng từng ứng dụng số, tiếp cận với chuyển đổi số thông qua các clip, hình ảnh, tệp âm thanh để tuyên truyền người dân theo hình thức đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người và kết hợp với các hình thức phù hợp với đặc thù của địa phương. Tập huấn đã giúp cho các cái thành viên trong tổ công tác đề án 06 tổ dân phố, các đồng chí sẽ nắm được nội dung, đồng thời cũng là thực hiện hướng dẫn cho các đồng chí các cái thao tác cơ bản nhất trong việc thực hiện nội dung đăng nhập về chuyển đổi số hiện nay. Mỗi người dân thì sẽ trở thành những cái tuyên truyền viên tích cực, thế và người ta có thể làm quen, thế rồi là người ta có thể là giới thiệu, rồi là người ta có thể tuyên truyền cho nhau để sử dụng các cái nền tảng số cũng như là các dịch vụ số để hướng tới là thành phố Hưng Yên của chúng tôi là văn minh, hiện đại và đang sống. Thông qua hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng giúp cho việc ứng dụng công nghệ nền tảng số vào sinh hoạt sản xuất kinh doanh được phổ biến rộng rãi hơn cho cộng đồng dân cư, từ đó góp phần không nhỏ vào thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia hiện nay. Đã có những hậu quả đau lòng từ các hành vi vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên. Vụ hai thiếu niên 15 và 16 tuổi bị tử vong ở xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu vừa qua là một ví dụ điển hình. Khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 7, tại đường trục chính xã Đông Ninh, một nhóm thanh niên gồm 4 người ở xã Đại Tập xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên 7 người ở xã Đông Ninh, dẫn tới đánh nhau. Cả hai bên đều lấy vỏ chai bia ném vào nhau và sử dụng hung khí nguy hiểm. Trong quá trình lái xe máy rượt đuổi nhau, hai thiếu niên mới 15 và 16 tuổi ở xã Đại Tập đâm vào nhà dân ven đường dẫn đến tử vong. Đến bây giờ, chị Nguyễn Thị Hiền, người chứng kiến vụ việc trên vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về buổi tối hôm đó. Ba mẹ con nhà tôi đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng dầm một cái, tôi có bảo con tôi là hình như là ai ném pháo vào cửa nhà mình đổ rồi gấu ạ. Thế là tôi chạy ra đến khoảng ra cửa phòng khoảng 2 mét, tôi nhìn thấy cái bóng đen nằm, thế là tôi quay lại tôi gọi điện cho em chồng nhà tôi là hình như có tai nạn, nó đâm vào cửa nhà tôi rồi. Trước đó, vào đêm ngày 12 tháng 7, tại dốc đê chợ Bái, xã Đông Kết cũng xảy ra một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên ở xã Tân Châu và xã An Vĩ. Hậu quả, một thanh niên sinh năm 2007 bị thương ở đầu và lưng do bị chém, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Thường là các cháu nó khoảng cứ tầm khoảng 20-21 giờ hàng đêm, 2-3 một người một xe không mũ bảo hiểm, phóng chạy, rồi trên vai thì vác toàn típ sắt mấy phóng lợn, rồi chai bia của nông dân chúng tôi bán hàng là lấy rồi ném nhau ở trên dọc đường, nên nhân dân chúng tôi rất lo sợ. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Khoái Châu đã điều tra xử lý 5 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, khởi tố gần 30 đối tượng. Trước tình trạng này có chiều hướng gia tăng, lực lượng Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn các vụ gây rối đánh nhau. Thì đội cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an các xã, thị trấn để gặp gỡ, răn đe các đối tượng thanh thiếu niên hư, phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình thường xuyên gọi những đối tượng ấy lên xã để yêu cầu viết cam kết. Đồng thời là cũng sẽ là tổ chức tuần tra để ngăn chặn những cái nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập để đánh nhau. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go,
trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và